về phục vụ tất cả quý khách hàng anh em một mã sản phẩm để nói chung trình ngon và giá siêu tốt cho mọi người luôn. Đây một em mã máy mài pin thực sự luôn này, mài pin phục vụ các bác anh em làm trên cao làm trên mái, khu vực nào không dòng được dây điện các bác quất mài pin cho em, tiện dụng đa dây năng và cực kỳ an toàn cho người sử dụng mọi người nhá. Đây hàng công ty, hàng chất lượng, bảo hành 6 tháng lại còn có thêm cái tính năng gọi là vỡ đá tự ngắt, bình dân hóa luôn, mà giá ngày hôm nay siêu rẻ luôn mọi người ơi. Ngoài ra thì em có cả mã máy siết ốc mở bô lông này, chuyên vít cho tất cả khách hàng em. Rồi, mọi người đang có nhu cầu mã nào thì có thể tham khảo cho em trực tiếp ngay tại video này các bác nha. Đây nha mọi người ơi, đầu tiên này, lên cho em là một cái mã máy mài hàng của Bosun. Trời ơi, con này thì thực sự ra là bán quá nhiều và cũng giới thiệu rất nhiều tới tay khách hàng nhà em luôn rồi. Ngay cho em. Tốc 1 này, 2 này, 3 này. Wow. Mã máy BSAG100BL với công tắc là công tắc cỏ bóp này, Bosun này, logo dập nổi cho mọi người luôn. Và con này nha, có thêm cái tính năng gọi là vỡ đá tự ngắt cho khách hàng em. Nguyên một combo bộ sản phẩm này sẽ là một cái máy hai khối pin 15 cell, hai quả pin 15 cell và chân phổ thông nha. Pin này đây các bác ơi, có báo pin này, chân phổ thông này. Rồi khoảng cách 200 pin là 4 phân. Và con này vừa có thể vừa xài máy zin, máy nhật, máy hãng và xài được tất cả các mã máy chân pin phổ thông của em. Wow. Của nó đi kèm theo là hai pin 15 cell luôn mọi người ạ. 2 pin 15 cell luôn. Rồi tiếp tục một cái sạc và có các dụng cụ bảo vệ như của máy mài này. Con này thì nó sẽ có là 3 cấp chỉnh tốc, các bác nhà em có thể tùy điều chỉnh trên công tắc phía nguồn. Và motor của nó là motor bò Rolex không chổi than. Anh em đang cần một con mã máy gọi là mài cắt các thứ mà tiện dụng đa dây năng đổ pin, có thể tham khảo này cho em. Thì các bác sẽ cùng em đi test thử cái sản phẩm này có thực sự ngon như là em giới thiệu không nha. Đó, vì ép tải mà không ngắt mạch các bác nhá, ép tải bốc khó luôn. Trời ơi, phải nói là quá ngon mọi người ạ. Và em sẽ test chức năng cắt cho mọi người xem thử luôn, xem có ngắt mạch không các bác ơi. Tục cắt luôn nha các bác. Đó, phải nói là quá ngon, quá chất lượng luôn các bác ơi. Ngày hôm nay thì chương trình giá sale khuyến mại siêu ưu đãi phục vụ mọi người luôn. Bình thường nha, với con này các bác em mua một cái quả pin này, pin 15 cell chân phổ thông hàng của Bosun là sale khuyến mãi là 300 ngàn một quả. Tính ra hai quả là 600. Rồi ngày hôm nay có cả thân máy, hộp đựng dụng cụ bảo vệ nữa. Nhưng combo cả bộ như này em sale khuyến mãi cho khách hàng em chỉ có là 1 triệu thôi mọi người ơi. Em bao ship hàng mới sẽ được kiểm tra hàng trước thanh toán và hoan hỉ luôn mọi người nhá. Chương trình ngày hôm nay này, khi các bác nhà em mua hàng, các bác còn được kỷ niệm thêm này, một viên đá cắt kim cương lưỡi một tấc để làm gì ạ? Để mọi người em các bác cắt gạch, cắt sắt, cắt tôn hoặc cắt tấm nhựa PVC. Đó, giá đã khuyến mãi phải nói là siêu đãi rồi mà còn có tặng quà hấp dẫn cho khách hàng nhà em. Như viên đá này, các bác nhà em gọi là bình thường các bác mua khoảng tầm rẻ và tầm 80 đến 100 ngàn luôn. Ngày hôm nay tặng kèm cho khách hàng nhà em khi mua bộ máy mài nhá. Khi mua bộ máy mài BSAG100BL như thế này luôn, Bosun nhá. Mài cắt thì bao ngon mọi người ạ. Mài cắt thì bao ngon mà đồ pin thì cực kỳ tiện dụng luôn.
các bác đang cần bọn em ấy mài nó chân phủ thông, mài cắt các kiểu, có thể tham khảo mã sản phẩm này luôn giúp em nhá. Đây, ngoài ra ngày hôm nay cũng có rất là nhiều các mã chuyên vít này, rồi là mã máy bu lông xít ốc của mọi người. Thì nhu cầu các bác cần mã nào đó thì có thể tham khảo luôn. Chương trình ngày hôm nay thì giá tốt để phục vụ khách hàng nhà em luôn nhá. Đây, đầu tiên cho em đây, tham khảo cho em là một em mã máy chuyên vít. Đây, chuyên vít nha, giá sale siêu đãi rồi. Nhìn hộ em cái logo này, trời ơi bo xùn. Tốc số 1 giúp em, tốc số 2 này và tốc số 3. Đó, 3 cấp chỉnh tốc các bác anh em có thể tùy điều chỉnh trên công tắc phía nguồn. Con này là bo xùn thì logo dập nổi rồi. Bo xùn này, Wolfix này, Himoki đó, hoặc là Elec, là 4 cái thương hiệu cùng chung một công ty. Và công ty họ phải nói là đưa ra giá thị trường nó rất là khuyến mại, khá là rẻ mà chất lượng cực kỳ ngon mọi người ạ. Con này là Brulette nhá, động cơ không tha này, dòng chuyên vít. Chuyên vít chuyên tôn để giữ vít sự tôn cực kỳ chắc chắn luôn cho em. Con này thì của nó 3 cấp chỉnh nhá, tốc 1 là 1.900 này, tốc 2 là 2.200, tốc 3 là 2.600 trong vòng giúp em nhá. Model này BSCV380NCP. Đó, 380NCP nhá. 1 này, 2 này và 3. Rồi, bắn vít, bắn tôn, ok, có thể tham khảo cho em. Đầu chuyên vít giữ vít rất chắc luôn. Một thân máy, hai khối pin 10 cell chân phổ thông, màu sạc và hộp đựng như thế này. Hàng công ty thì bảo hành 6 tháng rồi mọi người ạ. Giá sale rẻ thì chỉ có là 800 ngàn cho em. 800 ngàn là em Trang có bao phí ship phục vụ khách hàng nhà em. 800 cành cho mọi người nhá. Đầu chuyên vít này, đầu chuyên vít để phục vụ các sếp em đi bắn vít bắn tôn. Ngoài ra ví dụ mọi người mà không cần đồ pin này, rồi muốn cần một con mã máy gọi là bắn vít bắn tôn mà làm lật vặt hay khoan sắt khoan gỗ này, thì có thể tham khảo cho em con điện. Em bỏ con này ra cho nó. Wow, con này là cái tay cầm phụ này, cái tay cầm phụ cho khách hàng nhà em luôn nhá. Mọi người có thể tùy chỉnh theo cái gọi là cái mình mong muốn ấy. Rồi, bỏ ra chỉnh cho em nó với vào vô trong này nhá. Con này màu gọi là màu xám xi măng, Wolfix này. Màu xám xi măng luôn, logo dập nổi. Những con hàng mà có cái logo dập nổi này ấy, là cái hàng công ty mọi người ạ. Rồi, nhiều em 13 ly nhá. 710W. Đây là núm xoay các anh em có thể chỉnh tốc. Và đây là gạt đảo chiều giúp em. Wow. Ok nha. Con này là 710W này, vòng tua từ 0 đến 3.000 vòng cho em. Hàng Wolfix. Trời ơi, phải nói là giá ngày hôm nay siêu tốt mọi người ạ. 450 cho em. 450.000 em bao ship bảo hành 6 tháng cho khách hàng nhà em. Dây nguồn thì cũng khá là dài cho mọi người nha. Đấy, đầu kẹp 13 ly. Và con này các bác anh em có thể khoan sắt khoan gỗ đây và búa. Hỗ trợ mọi người có thể khoan tường cho em. Giá thì chỉ có 450 một máy thôi. Và em Trang có bao phí ship, bao phí vận chuyển phục vụ mọi người rồi mọi người ạ. À đây, tiếp tục cho em này. Ôi trời ơi, con này về có cái bộ khẩu này. Về có cái bộ khẩu cho khách hàng nhà em đây. Một bộ khẩu vặn ốc 12 món, 12 chi tiết. Thứ nhất này, có một cái cần tự động dài khoảng tầm 12 phân này, một tay nối dài khoảng 10 phân và có 10 khẩu, khẩu bu lông đồng 1/2 nhá, từ 8 đến 24 toàn bộ sẽ đều là khẩu thông dụng cho khách hàng luôn. Ngày hôm nay bộ khẩu này bao tiền ạ? Sale khuyến mãi phục vụ mọi người, thời điểm trước thì em không nhớ giá bao nhiêu luôn. Và hiện tại em sale gọi là giá sập luôn. 130.000 em Trang bao ship nhá. 130 em Trang có bao phí ship cho khách hàng, nhà hàng được kiểm tra xuất thanh toán giúp em. Đó, ví dụ mà người muốn sửa chữa lặt vặt trong gia đình này, các bác muốn mở khẩu ốc các thứ này mà mọi người không cần dùng đến máy, nói chung là tiết kiệm, thì các bác có thể mua cho em cái bộ khẩu này. Đó, có 130 thôi, bao phí ship rồi. Ngoài ra mà thôi muốn gọi là dùng máy cho nó nhẹ nhàng thì đây, mã này một cái mã phải nói là giá cũng rất là rẻ để phục vụ khách hàng nhà em. Lên cho em này, lên cho em là một bã máy siết ốc mở bô lông hàng của Bosun. Bong xôn nha, con này là 330 Newton mọi người ạ. Tốc số 1, 2 này, rồi, 1 này, 2 này. 2 cấp chỉnh tốc các sếp em có thể tùy điều chỉnh trên công tắc phía nguồn cho em. Con này bô lông rỗng này thì vừa phục vụ các anh em siết ốc này và bô lông này. Hoặc các anh em mà muốn đi bán viết tôn, cực kỳ ok luôn. Mà lực là 330 New nhá. Bong xôn một thân máy, 2 khối pin 10 cell chân phổ thông, một sạc hộp đựng thế này. Rồi, hàng công ty nha, thì hàng công ty mới có logo sập nổi này mọi người nha. Đây, gặp cho em này. Rồi, 550 giúp em. 550 ngàn em Trang bao ship nhá.
550 combo cả bộ thế này. Wow, quá là rẻ luôn, hàng công ty yên tâm cho khách hàng em luôn. Thông thường mọi người mua một cái quả pin này rẻ cũng phải tầm 200 rồi. Hai quả 400, ngày hôm nay hai quả pin, một cái sạc, một cái hộp đựng, một thân máy. Còn có khẩu 22 và có cả dây đeo nữa. Có 550 rồi. Em bao ship tới tận nhà mọi người luôn. Ok, tham khảo cho em con này thì số lượng nó không có nhiều, bởi vì là lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng, giá quá tốt so với chất lượng mọi người ạ. Ở đây tiếp theo các bác ơi, về một cái sản phẩm phải nói nó cũng khá là ok luôn này. Một cái em kích, một em kích của Bosun. Con này thực sự ra này, thời điểm mất điện hay là mình gọi là những công việc mình di chuyển ấy, thì nó khá là tiện dụng. Đây, một em kích của Bosun. Thì con này là nếu mà khách hàng em ở nhà đã có pin sẵn rồi, tham khảo cho một cái kích này. Kích này chuyển pin từ 18-21V lên 220V này. Đây là công tắc bật mở giúp em. Có đèn báo hiển thị điện áp quả pin này. Có 3 cổng, 2 cổng sạc trắng thạc thường là cổng màu cam mà sạc nhanh cho em. Con này các bác có thể cắm các thiết bị điện dưới 180W. Và lưu ý cho em, các bác không cắm được quạt nhá. Các bác có thể cắm bóng đèn led này, có thể cắm kích wifi này, có thể cắm sạc giúp em, nhưng mà không cắm được quạt nhá. Đây, ví dụ đây, mọi người có pin sẵn này, tham khảo luôn. Wow, điện áp quả pin 20.2V này. Rồi, ngày nay bao tiền ạ? Một cái quả kích thế này, 200 ngàn rồi. 200 ngàn em bao phí ship. Ngoài ra mọi người nếu mà cần mua thêm pin, có thể mua một kích này, cộng một khối pin này, 15 sale cho em có 300 ngàn thôi. Rồi, một kích một pin, em tặng cho khách hàng nhà em một cái sạc để về mọi người có thể là mọi người sạc pin nhá. Hoan hỉ luôn mọi người ạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay này, thương hiệu Wookfix, rồi họ có cho ra mắt thị trường một cái mã pin thực sự là quá chất lượng mọi người, quá chất lượng. 15 cell, dung lượng 6A chuẩn nhá, có gọi là máy đo chuẩn thực tế cho khách hàng em xem luôn. Xả 15C nhá, xả 15C, dùng máy mài, máy cắt, máy khoa, máy tông thoải mái lúc em nhé, ép tải vô tư. Con này có báo pin, có pin và vỏ pin là vỏ chống cháy. Thông thường một quả 15 cell nó chỉ khoảng tầm là 8 nặng đến 8 nặng rưỡi. Con này 9 nặng rưỡi cho em. Mua một pin em khuyến mãi cho khách hàng em một sạc. Chương trình mới về đến công ty đang có giá khuyến mãi cho mọi người nhá. Mua một pin tặng một sạc giá 650 ngàn cho em. Sạc này là sạc nhanh nhá. Sạc này là sạc nhanh 2A, chỉ giá 168 thôi. Ngày hôm nay em mua một pin tặng một sạc cho mọi người luôn. Ok, 650 này. Các bác thích màu xanh lấy xanh, còn thích màu xám thì lấy màu xám cho em. Đặc biệt chương trình mua hai quả pin lại còn được tặng một cái quạt cơ. Hai quả pin thì được tặng một cái quạt của Wookfix như này. Quả không thổi than của Wookfix luôn các bác ạ. Đó, Wookfix thương hiệu phải nói là rất là có tiếng rồi, mà chất lượng nó cực kỳ ok, giá cả thì phải chăng cho khách hàng nhà em luôn. Ngoài ra đây mọi người, nếu các sếp nhà em này đang cần tìm một cái mã máy siết ốc mỏ bù lông đầu đặc nha, lực lớn, tham khảo luôn. Con này là dòng đầu đặc cho em này. Đây. Đây. Trời ơi, tầm quả máy con này thì em bán quá nhiều rồi mọi người ạ. Chương trình ngày hôm nay tặng quà cả gần 200 ngàn luôn. Đây, lên cho em là con mã máy siết ốc mỏ bù lông của Wookfix 650 new mọi người nha. Con này dòng đầu đặc nhá. Đây, dòng đầu đặc cho em. Đó, chuyên siết ốc thì các bác tham khảo cho em dòng đầu đặc này. Thì đây, con này của nó này, cái có lớp cao su bao bọc đầu máy. Một thân máy nó nặng 1,9 kg cơ mọi người ạ. Một máy, hai khối pin 10 cell dung lượng 4A. Pin thì có báo pin chân phổ thông. Hiện tại mã pin này nó đã nâng cấp, đây là mã pin Plus rồi. Mà cái Wookfix đây, logo sập nổi là hàng công ty cho mọi người luôn. Rồi, còn được khi mà các bác mua hàng con này. Con này mọi người mở ốc, tất cả ốc thể loại trên xe máy tay ga cho em. Mở ốc máy cầy, máy nổ luôn giúp em. Cực kỳ ok, và anh em là chuyên làm xe máy. Rồi, top 1 này, 2 này, 3 này, và 4 này. Rồi, ngày hôm nay giá bao tiền? Tới tay khách hàng nhà em sẽ là 1.450.000. Ngoài ra này mọi người còn được tặng kèm theo là một cái đầu chuyển vít thế này. Một đầu chuyển khoan mang ranh 13 ly. Và có tặng kèm luôn một bộ khẩu nhá. Bộ khẩu em có thể tặng kèm bộ khẩu 10 món hoặc là bộ khẩu 12 món này. Tặng kèm bộ khẩu 12 món của CRV hoặc tặng kèm bộ khẩu 10 món hàng gọi là khẩu dài 8 phân ấy. Thì bác lấy khẩu nào thì có thể báo nhà em nhá. 1450 đó. Ngoài ra mà muốn mua thân máy thì đây em có thân máy rồi. Thân máy rời công ty họ làm màu xám mọi người ạ. Thân máy rời công ty họ đang làm màu xám. Giá khuyến mại luôn, bình thường 680 hoặc 650, ngày hôm nay 620 cho em đi. 620 em bao ship Wookfix đây. Trời ơi, một cái máy này nó nặng 1,9 kg cơ, 4 cấp chỉnh tốc giúp em. Đồ đặc nha, chuyên ship mỏ bô lông thì tham khảo dòng đồ đặc của em này. 620 một thân nha, em bao phí ship rồi. Rồi đây mọi người ơi, các bác mà có pin sẵn rồi quất cho em một con thân máy ạ.
Một em thân thổi bụi cho khách hàng em to chưa mọi người? Quá to luôn. Bình thường thân này các bác mua nhá sẽ khoảng tầm hơn 600 cơ. Ngày hôm nay cho em thân thổi bụi to của Wolfix, thổi lá, thổi gió, thổi lửa. Con này 1 2 3 4 5 6 này có 6 cấp chỉnh tốc để khách hàng em có thể tùy điều chỉnh này. Rồi, có đầu thu như này luôn nhá. Có đầu thu như này luôn mọi người ạ. Con này thì mã máy của nó là WFTL680M. 680M giúp em mọi người nhá. Rồi 6 cấp chỉnh và cái lưu lượng gió là 40m/giây. Các bác nghe em mà cứ có cái khối pin sẵn mà chân khẩu thùng này. Tham khảo cho em một con thân máy. Đây. Trời ơi, phải nói là siêu khỏe cho mọi người luôn. Ngày hôm nay thì sale siêu đãi chỉ có là 540.000. 540 cho em Trang nhá. 540.000 là sở hữu luôn cho em một cái thân máy này. Rồi. Một thân thổi lá to, công suất là con này là 680m cho em nhé. Chân phổ thông, chân pin M21 Makita. Ồ, 540 thôi các bác ạ, bao phí ship luôn. Khách hàng em cần có thể tham khảo luôn. Ngoài ra đây, đồ pin tiếp đây. Ồ, một em full sơn. Một em full sơn pin hàng của Wolfix. Rồi, các bác nghe em full viết các thứ quá ok để full sơn nước của các kiểu luôn cho em. Con này em cũng có với em test rồi này. Bếp full là bếp full bằng đồng. À, con này điều chỉnh hai chế cho các anh em nhá. Và con này nó là màu xám xi măng rất là sạch sẽ luôn. Đặc biệt luôn, dung tích bình chứa sẽ là 800ml mà giá sale rẻ luôn. Sale rẻ luôn cho khách hàng em luôn nhá. Đây, cái bếp full bằng đồng luôn. Giá ngày hôm nay cho mọi người 480.000. 480 em Trang bao phí ship, bao phí vận chuyển. Nhận hàng được kiểm tra ok trước khi gửi cho em. Wolfix nhá, mã này của nó là hàng con gọi là full sơn bằng pin WFSG800ML. WFSG800ML, nói chung các bác không nhớ mã thì có thể báo như em là con full sơn pin của Wolfix. 480.000 một thân thôi, và em bao phí ship phục vụ khách hàng em. Nhân hàng được kiểm tra ok trước khi toán nhá. À đây mọi người ơi, đây còn vài bộ luôn. Con này thì em thực ra là em có đúng vài bộ cho mọi người luôn. Giá đúng là siêu tốt luôn cho khách hàng luôn này. Em cam kết giá toàn thị trường cho mọi người luôn. Alex đây. Ôi, nghe đây, em tính máy đã chưa? Đã rồi luôn. Một em Alex 13 ly, đầu kẹp 13 ly 3 chức năng này. 20 cấp trượt mọi người nhá. Đây. Trời ơi, con này ốp của nó là ốp bằng kim loại nhá. Ốp bằng kim loại cho em. Trời ơi, Alex đây logo sập nổi. Alex này bo sum này và nó thuộc thương hiệu của là của Himuki và Wolfix. Đó, bốn thương hiệu cùng chung một công ty sản xuất. Mã này là công ty làm rẻ để cạnh tranh thị trường. Con này thì có bao nhiêu em đấy? Một máy 2 pin, một sạc, motor từ không than, 20 cấp trượt và 3 chức năng. Đồ cái thiết kế nó khá là nhỏ gọn, cầm nắm các thứ luôn này. Dùng gia đình hay các anh em làm thợ mà dùng ít thì tham khảo luôn. 1365BL cho em được 65 new. Giá con này em còn có khoảng tầm 3 bộ thôi mọi người, 3 bộ nhá. 650 cho em. 650.000 một bộ luôn. Trời ơi, đây, hai pin, một sạc, một thân máy có hộp đựng luôn, quá xịn sò nha. Alex logo sập nổi có ốp kim loại luôn. 650 cả bộ như này mọi người tin được không? Đó, em bao ship nha. Bao phí ship cho khách hàng em luôn. Và đây, nếu các sếp nhà em đang cần tìm một em mã máy siết ốc mở bù lông. Rồi, siết ốc mở bù lông hàng công ty. Thứ nhất là có phụ kiện quá trời đồ luôn và lực lớn nha. Con này lực lớn này. Con này là lực lớn cho khách hàng nhà em luôn. Đây. Con này là con Wolfix 450 new. Em bán cực kỳ nhiều luôn mọi người ạ. Nghe tiếng máy đã luôn. Thực sự mọi người lắng nghe tiếng máy. Các bác khách hàng nào mọi người tinh ý, nghe tiếng máy là mọi người biết được là hàng có chất lượng hay không á. Màu xám mà con này bố âm nhá, rất là êm ái luôn. Đầu rỗng luôn. Thực ra là với dòng khoảng tầm 4-500 new, đa số là công ty sẽ làm dòng đầu đặc. Con này làm đồ rỗng thì siêu ốc ngon là điều đương nhiên rồi. Còn bán vít bán tôn thì siêu ngon luôn mọi người ạ. Rồi, bình thường làm đồ đặc thì bán vít tôn nó sẽ không được ngon vì phải thông qua cái đầu chuyển. Nhưng con đồ rỗng thì ok la luôn. Nhiều em có chất lượng phụ kiện chưa? Phụ kiện của người này quá chất lượng luôn này. Có khẩu 14, 17, 18, 19, 22. Có các đầu tôn 6, 8, 10, 12. Có con sâu bận vị trí khó. Có đầu chuyển vít và có các phụ kiện mối khoan cho mọi người luôn. Pin thì là pin plus rồi. Wolfix một máy 2 pin màu sạc bản màu xám xi măng cái này rất là xuất sắc luôn. Tốc số 1 giúp em. Tốc số 2. Đó. Các bác thấy không? Rồi, con này vòng tua từ 0 đến 2900 vòng cho em lực 450 new. Ngày hôm nay, các ví dụ các bác anh em mà mở ở nhà mà có xe ô tô du lịch dịch vụ á, rồi tham khảo luôn, mở ốc từ 21 trở lại cho em. Có bao nhiêu ạ?
1.390.000. Và khi mua bộ này thì em xin phép là khuyến mãi cho mọi người thêm một cái thân quạt. Một thân quạt pin hàng của Bosun nhá, thân quạt pin 8 binh trị giá 200.000 rồi. Bao ship luôn cho khách hàng nhà em luôn nhá. Hoan hỉ luôn các bác ạ. Ngoài ra đây, một em mã máy mài cũng đang có chương trình khá là ok. Mài pin hàng của Workfix thì con này là em bán rồi cả thân máy này. Con này là em có cả thân máy và em có cả combo một bộ. Bộ máy mài là công ty họ làm luôn hai quả pin 15 cell mọi người. Wow. Hai quả pin 15 cell nhá. Một này, hai này, ba này và bốn. Bốn cấp chỉnh tốc để các sếp nhà em có thể tùy điều chỉnh trên công tắc luôn cho em này. Con này được cái này, ưu đãi này. Hai khối pin 15 cell. Chân pin là chân pin phổ thông này, chân pin M21, chân pin Magita. Thông thường á, một quả pin này các bác mua với mức giá là 450 một quả rồi. Ngày hôm nay hai quả cho em. Một sạc hộp đựng thế này luôn, tính ra 450 là 900 này. 900 về cái thân máy. Thân máy rất rẻ, các bác phải mua tầm là 5 đến 700 ngàn. Ôi, ngày hôm nay cho em này 1.280.000 cả bộ này luôn nhá. 1280 một thân máy. Hai quả 15 cell một sạc. Và khi mua bộ này là em có tặng kèm thêm các bác là một cái thân quạt. Một thân quạt pin 8 inch hàng của Bosun luôn, chân phổ thông nhá. Ngoài ra mọi người mà có đầy đủ pin rồi mà muốn mua thêm thân máy là có luôn nhá. Có thân máy rời đây. Thân máy rời đang sale về 650 này. Thân này sale về 650.000 cho em này. Rồi, bao phí ship, bao phí vận chuyển, công tắc bóc cò. Có dụng cụ chắn lưỡi, có tay cầm phụ, có tay mở lưỡi và Workfix thôi. Logo dập nổi phục vụ khách hàng nhà em nha. Đó, thực sự các bác ơi, phải nói là quá rẻ, quá chất lượng luôn mọi người ơi. Hàng công ty nha, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng mà giá ngày hôm nay khuyến mãi siêu đãi luôn. Thì mọi người có nhu cầu mã nào, ví dụ máy mài này, có nhu cầu mã chuyên vít vô lông hay là có nhu cầu phụ kiện các thứ thì có thể alo trực tiếp cho em qua tất cả các đầu số là 0929 này 826628 hoặc 0369826628. Thì cửa hàng em ở Lý Nhân Hà Nam, mọi người ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nha. Em xin chào tất cả các bác ạ.